Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đại sứ Singapore Simon Wong Wai Quen đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 7. Chiều nay tại thành phố Sochi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Putin. Trong không khí hữu nghị, tin cậy và hoàn toàn hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Putin đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và chính sách đối ngoại của mỗi nước, trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề quan hệ song phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Liên bang Nga, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu và nợ công châu Âu chưa chấm dứt, tuyên bố ủng hộ đường lối dài hạn của lãnh đạo Nga nhằm hiện đại hóa toàn diện đất nước, tăng cường vai trò và ảnh hưởng của Nga tại khu vực và trên thế giới. Tổng thống Liên bang Nga Putin đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, chúc mừng Việt Nam thành công trong việc nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Putin bày tỏ hài lòng trước sự phát triển năng động của quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian qua. Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố với độ tin cậy cao, tạo cơ sở vững chắc và động lực mạnh mẽ để triển khai hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, trước hết trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và kỹ thuật quân sự. Hai bên ghi nhận hợp tác kinh tế, thương mại đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược là dầu khí, năng lượng nguyên tử. Kim ngạch song phương tiếp tục đạt tăng trưởng. 5 tháng đầu năm 2012, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo cho rằng con số này còn quá khiêm tốn so với tiềm năng và nhu cầu của hai nước, cần đẩy nhanh việc tìm kiếm và cụ thể hóa các khả năng mới về chất nhằm thúc đẩy thương mại hai chiều, bao gồm thông qua biện pháp đa dạng hóa và tự do hóa thương mại, trong đó sớm tiến hành đàm phán và ký kết hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và Liên minh thuế quan Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, tháo gỡ kịp thời các khó khăn và vướng mắc nảy sinh, thúc đẩy hợp tác giữa các thể chế tài chính và ngân hàng hai nước, mở rộng hợp tác đầu tư và tín dụng. Hai bên khẳng định mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015 và tiến tới 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Putin đánh giá tích cực việc hai bên phát triển hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trong đó có dự án xây dựng tại Việt Nam nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân. Phía Nga cam kết thực hiện đúng tiến độ thi công và đưa nhà máy nhiệt điện hạt nhân vào vận hành an toàn, chất lượng và đúng thời gian quy định, dự kiến sẽ trở thành biểu tượng hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Nga trong thế kỷ 21. Hai bên cũng đánh giá cao kết quả hoạt động của các doanh nghiệp và công ty liên doanh dầu khí hai nước. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp và các liên doanh Việt-Nga mở rộng các khu vực thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam, Nga và các nước thứ ba. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ quan tâm đến khả năng tham gia vào chương trình của Liên bang Nga, đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội Đông Siberia và Viễn Đông, sẵn sàng trao đổi với các đối tác Nga về khả năng lập liên doanh sản xuất các mặt hàng như dệt may, giày dép, đồ gỗ, thủy hải sản, điện tử. Lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước ngày càng đa dạng và hiệu quả, cần tiếp tục tăng cường trên cơ sở tin cậy và lâu dài. Phía Nga sẽ tiếp tục giúp đào tạo quân nhân cho Việt Nam có đủ trình độ, làm chủ công nghệ trang thiết bị quân sự của Nga tại Việt Nam, chú trọng đào tạo quân nhân theo yêu cầu của Việt Nam về ngành nghề. Hai bên khẳng định cần thiết mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, cho rằng cần sớm thành lập trường đại học công nghệ Việt Nga tại Hà Nội và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm khoa học công nghệ và nghiên cứu nhiệt đới Việt Nga nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác phát triển của hai nước. Hai bên nhấn mạnh cần củng cố hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực nhân văn nhằm tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước và mở rộng cơ sở xã hội cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga. Nhất trí tiếp tục tổ chức thường xuyên những ngày văn hóa hai nước, đẩy mạnh xúc tiến du lịch, củng cố hợp tác trong các lĩnh vực y tế, phát thanh truyền hình, xuất bản, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng, thể thao. Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng thống Liên bang Nga ghi nhận sự đóng góp to lớn của các công dân Việt Nam đang làm việc và học tập tại Nga và của công dân Nga đang làm việc và học tập tại Việt Nam trong việc duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đề nghị phía Nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng Việt Nam học tập, làm ăn và sinh sống hợp pháp lâu dài ổn định tại Liên bang Nga. Tại hội đàm, lãnh đạo hai nước cũng thể hiện sự nhất trí cao về các vấn đề quốc tế và khu vực, bày tỏ hài lòng về sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, khẳng định sẽ tiếp tục truyền thống phối hợp chặt chẽ vì lợi ích của mỗi quốc gia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới.
Việt Nam hoan nghênh Liên bang Nga trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới, đánh giá cao vai trò những hoạt động tích cực của Nga trên cương vị Chủ tịch APEC 2012 với những chương trình và chủ đề hợp tác đa dạng và thiết thực, phù hợp tình hình hiện nay. Phía Nga đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trong hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, các liên kết khu vực và quốc tế khác và đề nghị Việt Nam tiếp tục là cầu nối cho quan hệ Nga-ASEAN và các cơ chế khu vực khác do ASEAN làm nòng cốt. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Putin cho rằng, sau hơn một thập kỷ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ Việt-Nga đã bước sang một giai đoạn phát triển mới về chất và nhất trí đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước cũng như phù hợp với mong muốn và nguyện vọng của hai dân tộc. Hai bên tin tưởng rằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ góp phần quan trọng củng cố và tăng cường hợp tác song phương, tạo động lực mới, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trân trọng mời Tổng thống Putin thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Putin chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.